Huỳnh Như và Xuân Hiền kính chào quý vị theo dõi nhịp sống ngày mới của đài phát thanh truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị, cuối tháng 9, video và hình ảnh nữ CEO bắn dây thun vào cổ tay của nhiều cấp dưới trong sự kiện đào tạo của một doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm trở thành hiện tượng mạng. Nhiều người cho rằng trò chơi đào tạo này là hành động gây đau đớn không cần thiết. CEO sau đó lên tiếng đây là chương trình đào tạo của một nhóm giám đốc kinh doanh. Trò chơi bắn thun nhằm minh họa sức mạnh của đội nhóm, sự đoàn kết và sự thiệt thòi của thủ lĩnh, và trò chơi này thực sự chạm đến cảm xúc của mọi người tham gia. Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương chính thức lên tiếng. Cơ quan chức năng cho biết, thời gian qua xuất hiện nhiều hình thức đào tạo bán hàng không phù hợp, gây phản cảm như đánh roi, bắn dây thun, hò hét kích động. Đây là hình thức hoạt động đội nhóm của các hệ thống bán hàng nhằm kích thích tinh thần, nhưng được thực hiện dưới các hình thức không phù hợp về tính chất giáo dục. Việc đào tạo này có thể gây lệch lạc về nhận thức và tác động tiêu cực đến cảm xúc hành vi của người chứng kiến. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo người dân không nên tham gia vào các hoạt động đào tạo huấn luyện có biểu hiện không tích cực để hạn chế rủi ro thiệt hại về vật chất, tinh thần và pháp lý. Không dừng xe theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, hành động bất chấp của tài xế khiến nhiều người bức xúc. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin về clip cô giáo thân mật với nam sinh ngay trong lớp. Tiết mục Góc nhìn xoay quanh nội dung nông dân ứng dụng công nghệ, nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, nâng cao khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, dự báo mùa đông năm nay ở Việt Nam có thể rét hơn và kéo dài hơn. Chiều 3 tháng 10, đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ cảnh sát giao thông chạy mô tô đặc chủng truy đuổi chiếc xe ô tô 7 chỗ khiến người xem thót tim về hành động bất chấp của tài xế. Chiếc ô tô chạy với tốc độ cao, liên tục lạng lách, né tránh sự truy đuổi của cảnh sát giao thông. Lúc này trên đường có nhiều phương tiện di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 3 tháng 10 trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ ngã tư Thủ Đức đi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Người quay clip và đăng tải lên mạng xã hội là người đàn ông có tên viết tắt là T. Người này cho biết chiếc ô tô 7 chỗ vừa nêu chạy ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp, sau đó vòng lại chạy vào làn đường hỗn hợp, rồi chạy về hướng cầu Sài Gòn. Tại đây, cảnh sát giao thông ra tín hiệu yêu cầu dừng ô tô để kiểm tra, nhưng tài xế tăng ga bỏ chạy. Chiến sĩ cảnh sát giao thông này sau đó chạy mô tô đặc chủng, truy đuổi 4 cây số. Liên quan vụ việc, đội cảnh sát giao thông Cát Lái dừng được ô tô vi phạm và đưa về đội để lập biên bản xử lý. Vụ việc đang được cảnh sát giao thông tiếp tục làm rõ. Cách đây không lâu, vụ việc tương tự xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua địa bàn thành phố Dĩ An, Bình Dương. Cảnh sát giao thông và cảnh sát 113 dùng xe chuyên dụng đuổi theo xe ben, không chấp hành hiệu lệnh, chạy qua nhiều tuyến đường và chỉ dừng lại khi bị cảnh sát rút súng cảnh báo. Công an thành phố Dĩ An đưa tài xế và phương tiện vi phạm về trụ sở để làm việc. Hành vi không tuân thủ quy định pháp luật của tài xế khiến nhiều người bức xúc. Khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, bắt buộc tài xế phải dừng xe theo yêu cầu. Việc không chấp hành hiệu lệnh dừng là hành vi vi phạm pháp luật. Điều 11 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 có quy định, người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ. Như vậy, khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, bắt buộc tài xế phải dừng xe theo yêu cầu. Lái xe không được tự cho rằng việc dừng xe là sai hoặc mình không có vi phạm nên không dừng xe. Hành vi không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Đồng thời, người có hành vi vi phạm bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Trường hợp tài xế vẫn cương quyết ở trên xe, không xuống xe để làm việc, gây khó khăn và cản trở cho việc xử lý vi phạm hoặc gây cản trở giao thông nghiêm trọng, thì hành vi này có dấu hiệu để có thể khởi tố vụ án hình sự theo một trong hai tội danh: tội chống người thi hành công vụ theo điều 330 Bộ luật hình sự hoặc tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự.
lời khuyên được đưa ra rằng người tham gia giao thông không thể phản ứng bằng việc bỏ chạy mà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, hay có thái độ không hợp tác bằng việc không mở cửa xuống xe để làm việc. Hành động này gây nhiều ảnh hưởng cho chính người điều khiển phương tiện. Thưa quý vị, hình ảnh cô giáo thân mật với nam sinh ngay trong lớp đang nhận về sự quan tâm của nhiều người. Chiều 3 tháng 10, tại cuộc họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin về clip xảy ra tại trường Trung học phổ thông Thạch Bàn, quận Long Biên. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sự việc xảy ra vào giờ giải lao tiết 2 sang tiết 3 sáng 27 tháng 9 tại phòng học lớp 10A4. Học sinh nam trong clip có tên viết tắt là D, còn cô giáo có tên viết tắt là T, sinh năm 2001. Cô này là giáo viên hợp đồng môn ngữ văn. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay, qua làm việc cho thấy, cô giáo này hòa đồng, gần gũi với học sinh. Do cô giáo còn trẻ nên kinh nghiệm quản lý học sinh, quản lý lớp học, xử lý các vấn đề phát sinh trong lớp học còn thiếu nghiêm khắc, dẫn đến hiểu nhầm, ảnh hưởng đến cá nhân, nhà trường và ngành giáo dục. Các đơn vị chuyên môn làm việc với phụ huynh, học sinh, trao đổi việc để phụ huynh học sinh nhìn nhận sự việc là thiếu chuẩn mực. Đây là hành động tự phát, bộc phát. Nhà trường tạm thời đình chỉ việc dạy học của nữ giáo viên này để tiến hành kiểm điểm và ổn định tâm lý. Với học sinh, nhà trường cũng làm việc với gia đình để giúp học sinh nhìn nhận được vấn đề. Phía học sinh cho biết ban đầu chỉ nghĩ là hành vi trêu đùa cô giáo, không nghĩ có những ảnh hưởng không hay. Nhà trường xem xét hành kiểm học sinh theo đúng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng có những văn bản yêu cầu đảm bảo giữ gìn môi trường sư phạm, giữ gìn văn hóa học đường. Liên quan đến vụ việc này, một chuyên viên tâm lý cho hay, trước một clip thông tin nào chưa rõ ràng, chúng ta cần chậm lại một nhịp khi đưa ra bình luận, đánh giá. Nhưng từ sự việc giáo viên và học sinh có hành vi thân mật này, băn khoăn hiện nay đó là những góc nhìn, bình phẩm, cười cợt kiểu em này khá, tuổi trẻ tài cao, giới trẻ tung hô, khen ngợi. Điều này là vô cùng lệch lạc, méo mó, liên quan đến vấn đề giới tính và cả vấn nạn quấy rối tình dục. Từ một sự việc phản ứng về sự việc đó sẽ thể hiện rõ nhất về phong văn hóa, nhận thức của mỗi người đang ở mức nào. Chuyên viên tâm lý này cho rằng đây không dừng lại ở vấn đề hành vi ứng xử, giao tiếp, kỹ năng sư phạm, mà còn phản ánh mặt bằng chung nhận thức về vấn đề giáo dục kiến thức giới tính, kiến thức tình dục, vấn đề được cảnh báo chúng ta rất thiếu, rất yếu. Giáo dục giới tính, tình dục trước hết là sự tôn trọng giới tính của nhau, biết giới hạn trong tiếp xúc với người khác, biến ứng xử phù hợp, tốt đẹp với người khác, cách nhìn nhận văn minh trước các vấn đề. Thưa quý vị, nếu trước đây nông dân Việt phải một nắng hai sương trong canh tác nông nghiệp, thì nay chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, nông dân có thể nắm rõ tình hình, chất lượng nguồn nước, tình hình sâu bệnh, những thay đổi của thời tiết và chủ động đưa ra phương án xử lý. Nông dân ứng dụng công nghệ, nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, giúp tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP của Việt Nam hiện nay là gần 12%, cao hơn mức trung bình của thế giới là 4,3%. Tăng trưởng nông nghiệp trung bình hàng năm là 3,5%, cũng cao hơn mức trung bình của châu Á và khu vực Đông Nam Á. Nhưng tỷ trọng số hóa trong nông nghiệp, theo ước tính của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì mới đạt 2,1%, tức là mức thấp so với thế giới. Đây là một tin vui vì chúng ta có nhiều dư địa, nhiều cơ hội để làm, để thay đổi. Nhưng cũng là một lo lắng vì mục tiêu mà chính phủ đặt ra cho ngành nông nghiệp trong chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số là đến năm 2025, tức là chỉ còn gần 2 năm nữa, ngành nông nghiệp phải đạt tỷ trọng kinh tế số là 10%. Nghiên cứu quốc tế cho thấy chuyển đổi số của ngành nông nghiệp cho phép lao động nông nghiệp giảm được tới 23% chi phí. Quản lý đất đai nông nghiệp bằng công nghệ số, nhất là GPS, giảm được chi phí tới 14%. Dùng công nghệ số để bón phân tùy biến theo từng loại cây trồng là tiết kiệm được tới 12%. Lái xe tự động trong nông nghiệp cũng giúp giảm tới 13% chi phí.
Như vậy, công nghệ số, chuyển đổi số, tự động hóa giúp ngành nông nghiệp giảm được rất nhiều chi phí. Chi phí cho công nghệ số, chuyển đổi số sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với phần chi phí tiết kiệm được. Không đổi nắng mưa thâm ruộng như trước, 3 năm nay, ông Triệu Văn Cáo, thành viên tổ hợp tác Thắng Lợi xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, chỉ ngồi nhà lúc điện thoại thông minh, có kết nối Internet và cài đặt app Mekong là biết mật độ sâu rầy trên đồng ruộng và có hướng phòng trị kịp thời. Khi bằng sổ tay, rồi có khi mình mặn vụ này cái mình quên, rồi có đợt ghi đợt không, chứ dạng như cái tải trong app á, là mình gãi phân bữa nay, 2-3 ngày sau mình đăng nhật ký lên vẫn được. Theo cái ngày trước chưa có cái app á, là mình phải đi ra dạch, đi lúa mới xạ mình cũng phải đi ra mình coi kỹ, ví dụ sâu bệnh mình phải dạch từ gốc cây lúa chứ. Bây giờ có cái app này á, thì mình dạch lên là trên app là nó báo cho mình biết dù mật độ sâu gầy bao nhiêu con trên một mét vuông, bệnh sao. Cái gốc của nâng cao thu nhập nông dân là giá nông sản cao. Tiếp cận và làm chủ công nghệ số là chìa khóa quan trọng để người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng và sự mạnh dạn quyết đoán của những nông dân 4.0, việc thực hiện chuyển đổi số bước đầu đã được áp dụng trong ngành nông nghiệp ở các lĩnh vực mang lại những kết quả hết sức khả quan. Về tiêu thụ nông sản, thống kê từ các địa phương cho thấy, đến tháng 12 năm 2023, có hơn 2 triệu hộ sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh thành được đào tạo kỹ năng số, gần 50.000 sản phẩm nông sản được đưa lên sàn thương mại điện tử và hàng ngàn giao dịch điện tử được thực hiện, cho thấy hiệu quả bước đầu của công cuộc chuyển đổi số nông nghiệp. Nông nghiệp luôn là nền tảng vững chắc, trụ cột kinh tế, đóng vai trò không thể thiếu trong việc đảm bảo an ninh lương thực và là nguồn cung cấp các sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Tuy nhiên, công cuộc số hóa trong lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương còn gặp không ít rào cản và thách thức, như tỷ trọng kinh tế số trong ngành nông nghiệp còn thấp nhiều so với mục tiêu chính phủ đặt ra đến năm 2025 là 10%. Ngành nông nghiệp là một trong những ngành có nhiều dữ liệu nhất, nhưng tỷ lệ thu thập còn ít. Chuyển đổi số còn mới mẻ với cả người đứng đầu các địa phương và nhất là người nông dân. Cạnh đó, hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc của các nước nhập khẩu. Khảo sát của Hiệp hội GrapeLife châu Á, gần 50% nông dân trồng lúa, cây ăn trái và rau của Việt Nam được hỏi cho biết họ muốn áp dụng số hóa trong nông nghiệp. So với 3 quốc gia ASEAN, trong cùng khảo sát, nước ta có tỷ lệ cao nhất. Điều này cho thấy nông dân Việt Nam quan tâm đến số hóa nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trong khu vực. Tuy vậy, việc xây dựng nông thôn số, nông dân số còn nhiều hạn chế, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thừa nhận công cuộc số hóa trong lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương cũng đang đối mặt với không ít rào cản và thách thức. Đó là nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số còn hạn chế, sự kết nối, chia sẻ, liên kết giữa các bên liên quan như cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp, doanh nghiệp công nghệ, hợp tác xã, người nông dân còn chưa chặt chẽ. Chia sẻ về giải pháp trong thời gian tới, ông Dương Trọng Hải, đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho rằng, để ứng dụng phát triển nông nghiệp số không phải là vấn đề đầu tư cho doanh nghiệp công nghệ, mà đầu tư cho doanh nghiệp nông nghiệp đầu tàu sẵn sàng số hóa. Doanh nghiệp này dẫn dắt hợp tác xã, nông dân chuyển đổi số, khi đó tạo thành thị trường số. Chuyển đổi số là động lực cho tăng trưởng kinh tế và là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp. Bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm thiểu tác động đến môi trường và ứng phó linh hoạt với biến đổi khí hậu, công nghệ số giúp nông dân trở nên bền vững hơn. Với sự hỗ trợ của công nghệ, người nông dân có thể dự báo và quản lý rủi ro tốt hơn, từ đó giảm thiểu thiệt hại và tăng cường hiệu quả sản xuất. Điều này mang lại lợi ích kinh tế, giúp bảo vệ môi trường, giữ vững sự cân bằng sinh thái, một yếu tố sống còn đối với sự phát triển lâu dài của ngành nông nghiệp. Cùng với mảnh vườn thửa ruộng xưa, nhưng nhiều nông dân ngày nay không làm nông đơn thuần mà học hỏi ứng dụng công nghệ để tăng giá trị cho mảnh đất quê mình. Ngành nông nghiệp triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, nhất là ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn, đưa nông nghiệp Việt vươn xa thế giới. Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024 đang đến gần,
Đây là một dịp quan trọng để ngành nông nghiệp Việt Nam khẳng định vai trò của mình trong nền kinh tế số và tạo ra những bước đột phá quan trọng trong quá trình hiện đại hóa. Việc phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số sẽ là những yếu tố quyết định để nông nghiệp Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, nơi hiệu quả, chất lượng và bền vững là những tiêu chí hàng đầu. Trưa 3 tháng 10, thành phố Đà Lạt có mưa rất lớn. Một mảng đất đá và ba gốc thông từ ta luy dương bị sạt lở đổ xuống đèo Prem. Hơn 100 mét khối đất đá lấp hết hai làn đường lưu thông từ huyện Đức Trọng vào trung tâm thành phố Đà Lạt. Lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt có mặt phong tỏa khu vực sạt lở và phân luồng giao thông. Thời gian qua mưa liên tục với lượng mưa lớn nên tại một số vị trí nước ngấm sâu xuống đất dưới nền đường, gây ra hiện tượng nứt mặt đường phía trên. Ngày 12 tháng 8, công ty cổ phần xây dựng đèo Cả lắp dựng rào chắn phân luồng giao thông để khắc phục các vị trí hư hỏng cục bộ trên đèo Prem, đến nay hoàn thành. Những ngày qua, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa nhiều nơi trên 60mm, như ở An Bình B, Đồng Tháp là 124mm, Bến Sỏi Tây Ninh là 97mm, An Xuyên, Cà Mau 73mm, thành phố Sóc Trăng 70mm. Theo dự báo, từ chiều tối nay 4 tháng 10, khu vực Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ thì có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất. Đáng chú ý, tại Bình Thuận có mưa to, có nơi mưa rất to. Suối Kết 1 là 135mm, La Ngâu 99,6mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Bình Thuận gần Bảo Hòa trên 85% hoặc đang trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là tại các huyện Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, thị xã La Ghi. Với các tỉnh phía Bắc, những ngày này, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Theo các chuyên gia khí tượng, do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, dự báo mùa đông năm nay có thể sẽ rét hơn và kéo dài hơn. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, hiện tại miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh khô, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 20 đến 22 độ, vùng núi từ 18 đến 21 độ, có một số nơi vùng núi cao dưới 17 độ. Dưới tác động của La Nina, mùa đông năm nay tại nước ta cũng có nhiều thay đổi so với mùa đông năm 2023, tức năm có sự xuất hiện của hiện tượng El Nino. Các chuyên gia cũng nhận định những năm La Nina mạnh khiến mùa đông rất khắc nghiệt, rét hơn và kéo dài hơn so với 3 năm gần nhất. Nội dung vừa rồi cũng khép lại nhịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.